Bạn không thể chắc chắn mình sống đến năm bao nhiêu tuổi, nhưng bạn hoàn toàn có thể chủ động sống khỏe và hạnh phúc trong những năm tháng ấy. Đó là một trong những mục đích chính tạo nên một đời sống khỏe, dự án ý nghĩa của thương hiệu California Fitness and Yoga và cũng là tiêu chí xuyên suốt của thương hiệu trong gần 2 thập kỷ có mặt tại Việt Nam. Sáng nay, hệ sinh thái sống khỏe California đã được ra mắt, vượt ra khỏi khái niệm một phòng tập truyền thống, trở thành môi trường lý tưởng giúp bạn đạt được sự cân bằng và phát triển toàn diện, mang tính đột phá trong chăm sóc sức khỏe cho người Việt, tích hợp các yếu tố để một cơ thể có đủ sức khỏe về thể chất, gồm tập luyện, dinh dưỡng, phục hồi cơ thể, điều trị bệnh lý; về tinh thần, gồm cân bằng tâm lý, cải thiện giấc ngủ, xử lý các vấn đề như lo âu, trầm cảm; về cảm xúc, khả năng nhận biết, thể hiện quản lý cảm xúc một cách lành mạnh thông qua chế độ dinh dưỡng, vận động, y học tái tạo và thẩm mỹ chống lão hóa. Trong lễ công bố hệ sinh thái sống khỏe, California đã ký kết hợp tác với các đơn vị đối tác chiến lược có thế mạnh về các phương diện này để tạo nên một vòng tròn sức khỏe, thể chất, giúp mọi người tự tin làm chủ hành trình chăm sóc sức khỏe của mình. Đây cũng là hệ sinh thái sống khỏe toàn diện tiên phong tại Việt Nam, hứa hẹn không chỉ mang đến phong cách sống cân bằng, mà còn là hành trình giúp con người đạt được sự viên mãn, hạnh phúc, để mỗi ngày đều là một ngày đáng sống, đạt được mục tiêu một đời sống khỏe.